小班。走吧 Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Thanh Pro Và để làm ra cái nội dung này Mình thề với các bạn mình đã phải trải qua đau thương Nó chính là bị ô tô đâm các bạn ạ Và đặc biệt là khi mà mình bị ô tô đâm Thì mình mới nhận ra là những chiếc laptop Mang đến cho mình trải nghiệm flagship Thì nó vẫn luôn là flagship các bạn ạ Và ok ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một video Để nói về top 3 chiếc laptop Trong phân khúc khoảng tầm từ 20 đến 21 triệu Và có những chiếc laptop còn dưới 20 triệu cơ Vẫn cho chúng ta một cái trải nghiệm flagship Và cụ thể như nào chi tiết ra làm sao Thì các bạn hãy nhớ theo dõi hết video ngày này bọn mình nhé và các sản phẩm này thì đang có chương trình khuyến mãi cũng như là đang được bán tại Quảng Thanh Pro với mức giá rất ưu đãi và hợp lý. Link tham khảo thì mình sẽ để phía bên dưới video nhá Và các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng đi thôi. Thì hôm trước mình có mang chiếc uh, X 1 carbon G 5 về để làm một cái video tức là hiện tại thì dùng X 1 carbon G 5 như thế nào, có còn ổn cho các bạn hay không? Uh, thì trong uh, vô tình mình bị kéo lê một cái đoạn dài và ngay sau khi mình bị sượt một đoạn dài như vậy thì trong đầu mình lúc đấy chỉ nghĩ là thôi chết rồi không biết là trễ một cái bonsai năm có việc gì không nhưng mà lúc đấy mình kiểu mình mang ra xong rồi mình kiểu ngỡ ngàng luôn các bạn ạ và nhân cái sự việc đó thì nó lại càng khẳng định được rằng là dù sao đi chăng nữa dù đây có là sản phẩm sản xuất cách đây có ba bốn năm đi chăng nữa thì nó vẫn luôn mang đến cho chúng ta một cái trải nghiệm rất flagship một cái sự bền bỉ một cái sự tối ưu về trải nghiệm ok vậy thì chúng ta hãy cùng đi vào chi tiết hơn để xem xem rằng là chiếc i một gen năm này hiện tại chúng ta sẽ có những cái điểm gì nữa nhá ok đầu tiên không thể không nói đến đó chính là một cái độ bền bỉ và chắc chắn trên một chiếc laptop mỏng nhẹ như mình nói ở đầu á, mình sẽ nhắc một chút về những cái yếu tố để tạo nên cái sự bền bỉ và chắc chắn của một 1 Carbon G5. Thứ nhất đó chính là toàn bộ khung máy được làm bằng hợp kim và thứ hai đó chính là nắp máy được phủ một lớp sợi carbon và điều này thì nó cộng hưởng lại với nhau và tạo nên một cái sự cứng cáp và càng tạo nên một cái độ chắc chắn và bền bỉ hơn dành cho chiếc một 1 Carbon G5 này. Và đương nhiên chiếc E1 Carbon G5 này một trải nghiệm trên một chiếc flagship thì đặc biệt là không hề có hiện tượng flex xảy ra rồi. Anh em có thể làm thoải mái mà không lo lắng về bất cứ hiện tượng gì liên quan để flex trên chiếc X1 Carbon Gen 5 này cả. Về thiết kế của ThinkPad thì chắc là chúng ta không cần phải nói đến quá nhiều nữa bởi vì nó vẫn mang đến cho chúng ta một cái thiết kế vô cùng truyền thống. Tức là từ cái dòng x một Carbon Gen 5, x một Carbon Gen 6, Gen 7, thậm chí là hiện tại là Gen 8 đi chăng nữa thì nó vẫn có một cái thiết kế rất đơn giản như vậy, một cái logo ThinkPad thôi không thay đổi quá nhiều. Nên là nếu như những ai có mua ThinkPad hay là nhỡ đam mê ThinkPad rồi ấy, thì các bạn cũng không cần phải lo lắng về cái vấn đề là thiết kế ngoại hình của nó có thay đổi hay không hay là nó còn có có thể À, mang đến một cái sự trendy trong một suốt một quãng thời gian dài hay không thì trong phân khúc khoảng tầm 15 triệu trên một chiếc laptop flagship cách đây khoảng tầm 3 đến 4 năm thì chúng ta sẽ có những gì nữa? Chúng ta sẽ có một cái màn hình rất đẹp. Tại sao mình lại nói là một cái màn hình rất đẹp? Bởi vì nó mang đến cho chúng ta một cái màn hình Full HD tấm nền IPS, đặc biệt là chất lượng hiển thị của nhà độ bao phủ màu rất cao lên đến 93% sRGB và đặc biệt là độ sáng của nó cũng rất cao luôn. Khi mà nó kết hợp tất cả những yếu tố này lại thì nếu như các bạn có làm việc này hay là các bạn có giải trí cần một cái màn hình đẹp sắc nét thì đối với chiếc một 1 Carbon Gen 5, này thì sẽ đáp ứng được điều đó dành cho các bạn và thêm một cái điểm nữa đó chính là viên màn hình thì cũng được thiết kế khá là vừa vặn nói chung là tổng quan lại cái trải nghiệm thị giác của mình trên chiếc màn hình của x một con gen năm ấy thì vẫn cho mình một cái trải nghiệm gọi là 9 trên 10 luôn còn nếu như mà so trải nghiệm trong phân khúc khoảng tầm 15 triệu về màn hình ấy thì thực sự x một carbon gen 5 gọi là không đối thủ luôn các bạn ạ đối với bàn phím của thinkpad và đặc biệt là dòng thinkpad x một carbon thì nó dường như là luôn cho chúng ta một cái trải nghiệm bàn phím rất tốt rồi Tại vì sao mình lại nói như vậy? Em có thể nhìn thấy ngay ở đây, đó chính là bàn phím của nó mang đến cho mình hành trình phím cực kỳ sâu. Layout phím thì được bố trí vô cùng hợp lý luôn và kích thước phím thì cũng được bố trí rất vừa phải. Và đương nhiên chất liệu của nó thì được làm bằng chất liệu cao cấp và đảm bảo khi mà các bạn trải nghiệm gõ phím trên dòng ThinkPad nói chung và ThinkPad X1 Carbon Gen 5 rồi ấy, thì khi mà các bạn chuyển qua những cái bàn phím khác ấy, thì đảm bảo các bạn sẽ cảm thấy thất vọng đấy. À, vậy thì chúng ta sẽ có một cái tablet như thế nào? Chúng ta sẽ có một cái tablet được bố trí với diện tích khá là vừa vặn so với tổng quan thiết kế và bên cạnh đó thì uh, độ checking rất tốt thì khi mà mình di ấy mình cảm nhận được một cái sự mượt mà trên chiếc một cái Carbon Gen 5 này bởi vì khi mới sản xuất thì nó được định vị là một chiếc laptop flagship nên là tất cả những cái trải nghiệm từ top touchpad cho tới bàn phím thì nó đều mang đến cho mình một cái trải nghiệm flagship các bạn ạ thì đối với bộ vi xử lý của sản phẩm này thì sở hữu bộ vi xử lý Intel Core i5 Gen 7 dòng chip U và với một bộ vi xử lý này thì uh, chắc chắn là nó đã khá là cũ rồi tuy nhiên để mà nói những cái tác vụ văn phòng cơ bản của bạn có thể đáp ứng được hay không thì nó vẫn đáp ứng được nhu cầu văn phòng cơ bản của bạn rất là bình thường luôn. Và bên cạnh đó nếu như chúng ta có giải trí này, chúng ta có sử dụng những cái tác vụ liên quan đến Word, Excel, PowerPoint này hay là chúng ta lướt web này, đó thì nó vẫn có thể đáp ứng cho chúng ta trong suốt một quãng thời gian vài năm nữa mà không cần phải lo lắng về vấn đề gì cả anh em ạ. Còn nếu như những ai mà cần một chiếc laptop để có thể xử lý những cái tác vụ liên quan đến thiết kế hay là dựng hình hay là uh, cần một cái hiệu năng mạnh mẽ thì uh, Thực sự đây chưa phải là một chiếc laptop phù hợp để dành cho anh em đâu. Và ngoài ra thì sản phẩm này có được trang bị sẵn 16GB RAM nữa và bên cạnh đó thì hệ thống cổng kết nối cũng rất đầy đủ. Thực sự đây là một cái sản phẩm trong phân khúc 15 triệu mà mình nghĩ rằng đối với những ai làm những cái tác vụ cơ bản ấy thì rất xứng đáng để các bạn sở hữu luôn. Đảm bảo với anh em nào mua sẽ không hối hận nhá. Ok sản phẩm đầu tiên gắn với sự thương đau và tôi chỉ nói đến như vậy thôi. Bây giờ thì tôi sẽ cùng đến với sản phẩm thứ hai. và nghĩ rằng là thực sự nó mang đến cho mình một cái trải nghiệm rất tốt. Đó chính là chiếc Asus ZenBook Q408UG Đối với sản phẩm này thì đang được bán với mức giá khoảng tầm 21 triệu uh, tại ThinkPro Và ok Vậy thì chúng ta cùng đi vào chi tiết hơn để xem xem là trải nghiệm của sản phẩm này thực sự như thế nào nhá. Một cái điều đầu tiên mình ví nó như là flagship là bởi vì các bạn có thể nhìn thấy ở đây nó mang đến cho chúng ta một cái thiết kế bên ngoài rất là đẹp, rất là sexy và vô cùng sang trọng luôn. À, bên cạnh đó thì nó được làm với một cái cân nặng khá là nhẹ nhàng chỉ khoảng hơn 1 kg thì các bạn sẽ có thể dễ dàng mang đi di chuyển đi lại và đặc biệt đúng như cái tên của nó nó giống như một quyển sách ấy các bạn ạ. À. Các bạn sẽ có thể dễ dàng mang đi di chuyển đi lại mà không cần phải À, lo ngại bất kỳ một cái vấn đề gì cả và đặc biệt là chất liệu của sản phẩm này thì cũng được làm bằng chất liệu kim loại nên là khi mà các bạn sử dụng ấy nó vẫn rất là bền bỉ và chắc chắn luôn và thiết kế bên ngoài thì cũng cao cấp rồi vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với trải nghiệm flagship thứ hai đó chính là về vấn đề màn hình tại sao mình lại nói màn hình mang đến cho mình một cái trải nghiệm rất đã chúng ta sẽ có một cái viên màn hình rất mỏng đây là một cái điểm mà mình cảm thấy siêu ưng ý trên các dòng Asus Zenbook của Asus, à, nó mang đến cho mình một cái diện tích hiển thị tốt hơn và rộng hơn. Bên cạnh đó thì chất lượng hiển thị nhiều độ bao phủ màu rất cao lên đến hơn 90% sRGB. thì đương nhiên khi kết hợp tất cả những cái yếu tố đó lại, các bạn sẽ có thể thấy được rằng là chúng ta sẽ có thể giải trí này hay là chúng ta có làm những cái tác vụ liên quan đến màu sắc như là thiết kế chẳng hạn, đó chúng ta cần một cái độ chính xác về màu sắc, chúng ta cần mang đi in ấn mà lo sợ vấn đề sai màu ấy, thì đối với chiếc ASUS ZenBook Q408G này sẽ giải quyết hết những cái vấn đề đó dành cho bạn. Bởi vậy mình mới nói tại sao mà màn hình nó cũng mang đến cho mình một cái trải nghiệm flagship là như vậy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái trải nghiệm nữa mà mình thấy cực kỳ ngạc nhiên trong vất khúc khoảng tầm 21 triệu, à, đó chính là nó mang đến cho chúng ta một cái bộ vi xử lý AMD Ryzen 5. 6 x 12 luồng kết hợp với đó là các độ rời mới 450 đối với bộ vi xử lý này thì nó sẽ có thể xử lý thoải mái tức văn phòng cơ bản của bạn dù các bạn có hàng nghìn trang tính xem khác nhau thì nó cũng có thể đáp ứng một cách rất mượt mà rồi đương nhiên ngoài ra nếu như các bạn có làm những cái tác vụ liên quan đến những phần mềm Photoshop Lightroom những phần mềm cắt ghép video cơ bản như là Premiere đó thì nó cũng có thể đáp ứng được điều đó dành cho các bạn trải nghiệm flagship đến từ thiết kế rồi, màn hình rồi, hiệu năng rồi. Ok, hệ thống cổng kết nối thì cũng đầy đủ và đặc biệt là thời lượng pin thì cũng đâu đó dao động khoảng tầm từ 5 đến 6 tiếng. Đối với cá nhân mình thì mình cảm thấy chưa ưng ý lắm đối với chiếc Asus ZenBook Q408 UG này ở điểm gì? Thứ nhất, đó chính là nó được trang bị 8 GB RAM hàn chết. Đối với điều này thì mình cần nói với các bạn một chút là các bạn cần phải xác định rõ ràng nhu cầu của bản thân. Nếu như làm cơ bản đối với đối tượng của sản phẩm này hướng đến thì 8 GB RAM đã đủ rồi. Còn nếu như các bạn nào quá cần ấy, gọi là công việc của bạn cần thực sự ấy thì các bạn mới nên mua 16GB RAM thôi nhá. Ok, đối với điểm thứ hai mà mình cảm thấy chưa nghĩ lắm đó chính là khi mà các bạn sử dụng những cái tác vụ liên quan đến đồ họa kéo dài ấy thì nó sẽ hơi nóng lên một chút. À, nhưng mà nó cũng là một cái điều dễ hiểu thôi bởi vì đó là một chiếc laptop mỏng nhẹ mà đúng không anh em. À, và ok đối với sản phẩm này thì chắc là mình nghĩ nó quá tuyệt vời trong phân khúc khoảng tầm từ 21 đến 22 triệu rồi. Không để các bạn chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ cùng đến với sản phẩm thứ ba, à, cũng là một cái sản phẩm mà mình nhắc lại rất nhiều lần rồi và được anh em công nhận rất nhiều và tại sao mình lại đưa nó vào những cái trải nghiệm flagship là như vậy. Đó chính là chiếc Dell Inspiron 5515. Đối với sản phẩm này ý, thì điều mà mình muốn nói đến đầu tiên đó chính là thiết kế bên ngoài. Khi mà các bạn nhìn chiếc Dell Inspiron 5515 này đặc biệt là màu bạc nhá các bạn sẽ cảm nhận thấy một điều hoàn toàn khác luôn, nó giống như đeo XPS chứ các bạn ạ, à. nó mang đến cho chúng ta một cái thiết kế bên ngoài rất đơn giản thôi, nhưng mà cái màu bạc ấy nó đã để thể hiện cái sự trendy của bạn, thể hiện được cái sự sang trọng của bạn rồi. và bên cạnh đó thì nó kết hợp với chất liệu kim loại liền khối thì điều này nó sẽ mang đến một cái sự bền bỉ và chắc chắn cho anh em, đặc biệt là khung máy cũng được làm vô cùng chắc chắn luôn. để mà rõ ràng nhất thì, thì anh em sẽ có thể đến ngay cửa hàng Pro để anh em có thể trải nghiệm chiếc Dell Inspiron 5515 này và hiểu tại sao mình lại khẳng định rằng nó sẽ có thể đồng hành cùng các bạn trong suốt một quãng thời gian dài là vì thế điểm cộng thứ hai mà cũng mang đến cho mình một cái trải nghiệm rất tốt đó chính là về hiệu năng của nó thì đối với bộ vi xử lý của Dell Inspiron 5515 thì nó mang đến cho chúng ta một bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 6 x 12 luồng và đối với bộ vi xử lý này hiệu năng của nó như thế nào thì mình sẽ sâu thông số bảng Cybran R20 ở đây cho anh em có thể nhìn thấy rõ ràng nhất và khi mà anh em nhìn thấy những con số này thì anh em đã biết được rằng là nó sẽ có thể xử lý những tác vụ gì rồi đúng không? Đúng không thứ nhất đối với những tác vụ văn phòng cơ bản thì nó sẽ có thể xử lý thoải mái rồi hai nhân bốn luồng dù có Intel Core i3 đi chăng nữa thì nó cũng có thể xử lý được bên cạnh đó thì các bạn sẽ có thể xử lý thoải mái những tác vụ liên quan đến đồ họa 2D cơ bản đó thì nó cũng có thể đáp ứng được điều đó dành cho các bạn à, và đặc biệt là những phần mềm rất quen thuộc đối với chúng ta hàng ngày như Photoshop, Lightroom hay là nếu như các bạn có thể giải trí với những tựa game online cơ bản thì nó cũng có thể đáp ứng được điều đó dành cho các bạn nhé và ok bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ qua những cái điểm cộng khác đó chính là về vấn đề bàn phím thì nó cũng mang đến cho mình một cái trải nghiệm khá là cao cấp. Thứ nhất đó chính là đến từ vấn đề bàn phím full size các bạn sẽ có thể uh, hỗ trợ bàn phím số rất là tốt và tiện lợi cho những ai cần sử dụng đến nhập liệu này hay là cần sử dụng nhiều đến những con số này thì đối với sản phẩm này sẽ đáp ứng được điều đó dành cho các bạn một cách rất tiện lợi và dễ dàng tiết kiệm thời gian làm việc của anh em luôn. Bên cạnh đó thì hành trình phím rất sâu, layout phím thì cũng được bố trí kiểu hợp lý các bạn Nó không quá to về kích thước của bàn phím Nó cũng không quá nhỏ Nó ở cái mức độ rất là vừa vặn thôi Và bên cạnh đó thì màu của bàn phím Nó cũng được đồng bộ với cái màu của sản phẩm á Đó nên là nó tạo nên một cái sự cao cấp nhất định Dành cho chiếc Dell Inspiron 5515 này Và tổng quan những cái điều đó nhá Thì nó đều mang đến cho mình một cái trải nghiệm rất tốt Trên bàn phím của chiếc Dell Inspiron 5515 này Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái touchpad Đương nhiên rồi touchpad của nó sẽ không hề có hiện tượng Brit hay là khó chịu khi mà tay mình ra mồ hôi hay là có bị nứt nẻ đi chăng nữa thì độ checking cũng rất tốt và đặc biệt là nó cũng mang đến cho mình một cái sự mượt má diện tích thì cũng phù hợp nữa ờ, nên là đối với bộ đôi bàn phím cũng như là tablet của chiếc uh, Dell Inspiron 5515 này thì chắc là mình không cần phải phàn nàn về bất kỳ một cái vấn đề gì cả ờ, ngoài ra thì đối với chiếc Dell Inspiron 5515 này thì nó mang đến cho chúng ta một cái hệ thống cổng kết nối cũng đầy đủ nữa và đặc biệt sẽ có rất là nhiều bạn muốn nâng cấp RAM trên chiếc Dell Inspiron 5515 này thì hiện tại ThinkPro Pro có chương trình Up ram miễn phí và đặc biệt là giảm giá một triệu nếu như các bạn không up ram. Đó và nếu như các bạn đang ưng ý em này rồi thì hãy ring ngay về bởi vì thực sự là sản phẩm này đang rất rất hiếm hàng trên thị trường luôn. Và ok ngày hôm nay mình đã mang đến cho các bạn ba sản phẩm và mình nghĩ rằng là trong phân khúc khoảng tầm từ 20 đến 21 triệu thì nó đều mang đến cho mình một cái trải nghiệm flagship à, rồi và các bạn nghĩ sao về các sản phẩm này và các bạn có chia sẻ gì hay không? Thì bạn hãy nhớ bình luận ở phía bên dưới video và đương nhiên nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like share subscribe kênh YouTube của Think Pro cũng như là like fanpage của Think Pro nhé 拜拜。